Tiếp theo là khoảnh khắc một tài xế lái ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây khiến cho nhiều người bức xúc. Với hành vi này, tài xế sẽ bị phạt khung 17 triệu đồng, tước bằng lái xe 6 tháng. Mời quý vị theo dõi đoạn camera ghi lại. Sự việc được nhiều camera hành trình của các ô tô khác lưu thông trên cao tốc quay lại. Từ nội dung clip, nhiều người không khỏi giật mình trước sự liều lĩnh của tài xế ô tô này. Tài xế khai đã chạy xe trên cao tốc đi từ Đồng Nai xuống tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xử lý công việc. Khi chạy qua lối rẽ vào quốc lộ 51 khoảng 500m thì phát hiện đã đi lố nên quay đầu chạy ngược chiều đến lối rẽ